À, ơi, bà chế đẹp quá, bà dáng đẹp quá ha. Ồ, bà làm cho cái gỗ đừng nữa kìa. Giống cảnh sát quá hả? À vừa chạy vừa kêu hả? Trời, bắt chiếc cảnh sát à. Khoe gì Phượng chưa? Vui quá đi ba hả? Con cảm ơn ba hả? Ừ. Nhỏ nhất rồi đó, tăng còn dài nữa cho người dài hơn chạy. Vui không? Ừ. Con thích không? Ừ. Ai mua cho con dạ? Ừ. Ai mua cho con á? Giống máy cắt cỏ hả? Dạ. Vậy có cắt cỏ được không? Ừ. Nó có cắt cỏ được không? Không. Ve lại coi, ve lại mày coi coi. Ôi 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 ôi. Đóng xe bên kia cho cành bao còn mua thêm cho nó nè, thấy chưa? Chà là ăn cơm. Ở đây coi. Ba mua xe cho con phải ngoan, phải ăn giỏi, ok? Ok. Vui không? Này nghe coi, hôm bữa cô kêu con làm gì con? Nằm ở đâu? Có cất dơ lắm hả? Ừ. Có mấy cục cất? Giờ nè, ra mẹ hỏi nè, cô bắt con nằm xuống cô làm cái gì? Tôi đắn không? Thiệt không? Thiệt. Thiệt. Chứ cô làm gì? Cô bắt con nằm xuống cô làm gì? Cởi quần ra cho con hả? Nè. Rồi cái toilet đó ướt hay có ướt không? Có. Dơ hả? Nè. Rồi có dính đầu con không? Có. Dính cái gì? Dính khửa. Dính trước gì đó luôn. Thiệt không? Thiệt. Rồi cô có cho con có uống mấy ly nữa? Có rác không? Có khửa. Có rác luôn hả? Ừ. Rồi cô có cho con uống mấy ly nước một ngày? Cô không cho con hả? Ừ. Rồi con uống mấy ly sữa? Không, không, không. Cô không cho con uống sữa luôn? Không, không, không. Ừ. Rồi cô làm cái gì con nữa? Kể cho mẹ nghe coi, lại lên. Con có nặng khí nhiệt bụng. Ừ. Khí nhiệt mẹ. Thì con hồi bữa con kể mẹ cô lấy cái gì con xịt con? Ủa nói ngọng thế mẹ vậy mày? Bước đạp không bỏ đưa đi đấy mà đi đá. Bước đạp không chịu cái kém nhẹ như dược nè. Nó nói chậm cho má nghe rồi đó, má hiểu chưa? Hỏi bà hiểu chưa? À, chỉ thương. Dẫn cho con đi đấy. À, rồi sao nữa? Đợt không chết
gì đấy gì, gì chùi đít bỏ giấy hả? À, đúng. Ừ. Má nói má không hiểu, nói chậm lại má còn không hiểu nữa. Má nói ngọng đó mẹ sao hiểu? Đã không ngoại điếc mà còn nói ngọng nó làm sao hiểu? Mẹ cũng làm cá khô con chắc không đẹp. Hả? Làm cá khô không đẹp. Nói gì hiểu chết liền á. Muốn làm khách không hả? Muốn làm tóc hả? Làm tóc chơi. Nó hỏi cái thuốc gì đó, ta nói thuốc nhuộm tóc nó biểu. À, trời ơi. Ta nói nhuộm tóc chi là con thích làm đẹp. Trời ơi. À, ý à. Mẹ mua cho con heo đất. Mẹ mua cho con heo đất. Ý à, ý à. Không dạy bà hát ABC đi. Bà ấy thì xuống đó không đi. Bà gì? Không ai giấu cây súng như đó vậy? Hả? Ai giấu cây súng? Nếu bọn gọt khen thì nó cũng bọn Này cậu cái gì nữa? Cậu cái gì nữa? Con ghẻ mặt nằm ở lọt nè. Ai cậu Phật cho con đừng phá toilet dì Phượng nữa. Nè, 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 nè,